vì tầm vóc dung đòi kỷ nguyên mới Việt Nam, góp sức ta nâng cao chất lượng dân số, khỏe mạnh từng công dân không phân biệt gái trai, lọc bệnh tật trước sinh vì hạnh phúc mọi nhà, tròn niềm hân hoan đón từng công dân mới, tuổi thọ tăng cao nhân mỗi mùa hoa trái, sức sống dâng trào tiếng hát bay cao, kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống, thủ tục hôn nhân nuôi bước giữa đời vui, người người chung tay xây dựng đời sống mới, con rồng trong tiên đưa Việt Nam vươn tới, kết tinh sức mạnh dân số Việt Nam, vì tầm vóc dung ngời kỷ nguyên mới Việt Nam, góp sức ta nâng cao chất lượng dân số, khỏe mạnh từng công dân không phân biệt gái trai, lọc bệnh tật trước sinh vì hạnh phúc mọi nhà, tròn niềm hân hoan đón từng công dân mới, tuổi thọ tăng cao nhân bội mùa hoa trái, sức sống dâng trào tiếng hát bay cao, kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống, mùa thuốc hôn nhân nơi bước giữa đời vui, người người chung tay xây dựng đời sống mới, con rồng trong thiên đưa Việt Nam vươn tới, kết tinh sức mạnh dân số Việt Nam. Vì tầng bốc dung ngòi kỷ nguyên mới Việt Nam, góp sức ta nâng cao chất lượng dân số, khỏe mạnh từng công dân không phân biệt gái trai, lọc bệnh tật trước sinh vì hạnh phúc mọi nhà, tròn niềm hân hoan đón từng công dân mới, tuổi thọ tăng cao nhân vui mùa hoa trái, sức sống dâng trào tiếng hát bay cao, kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống, thủ tục hôn nhân nuôi bước giữa đời vui, người người chung tay xây dựng đời sống mới, con rồng trong tim